Quan chức cấp cao của Việt Nam và Liên minh châu Âu mới đây đã thảo luận về các vấn đề an ninh và quốc phòng, trong đó có Biển Đông. Theo phía Liên minh châu Âu, trong cuộc tham vấn trực tuyến do Việt Nam tổ chức với sự tham gia của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến và ông Paul Herczynski Tổng vụ trưởng về chính sách an ninh và quốc phòng chung và ứng phó khủng hoảng thuộc cơ quan đối ngoại châu Âu. Hai bên tái khẳng định cam kết đối với việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, tự do hàng hải theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Ngoài ra Liên minh châu Âu và Việt Nam cũng kêu gọi các tranh chấp trên biển cần được giải quyết một cách hòa bình phù hợp với công ước trên. Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam cho biết thêm rằng trong cuộc trao đổi diễn ra đầu tháng này, EU và Việt Nam đã thảo luận về việc thực hiện thỏa thuận khung EU-Việt Nam về sự tham gia của Việt Nam trong các phái bộ và hoạt động dân sự và quân sự thuộc chính sách an ninh và quốc phòng chung của Liên minh châu Âu đã có hiệu lực từ tháng 5 năm 2020. Thêm nữa, Liên minh châu Âu và Việt Nam đã thảo luận về các hoạt động trong tương lai trong các lĩnh vực an ninh mạng, an ninh hàng hải và quản lý khủng hoảng. Cuộc tham vấn về an ninh và quốc phòng diễn ra không lâu sau khi Liên minh châu Âu lên tiếng về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, trong đó có vụ bắt giữ ký giả tự do Phạm Đoan Trang.